Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có tuyên bố về việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Tuyên bố này được đăng tải trên trang web của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden viết: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến phu nhân Ngô Thị Mận và nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã lãnh đạo Việt Nam suốt 13 năm qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Hoa Kỳ và Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Chuyến thăm lịch sử của Ngài tới Nhà Trắng vào năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Nhờ tầm nhìn của Ngài, trong chuyến thăm cấp nhà nước của tôi tới Hà Nội vào năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ đối tác cao nhất trong hệ thống quan hệ ngoại giao của Việt Nam. Người dân Việt Nam và Hoa Kỳ cùng với người dân khắp khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ngày nay được hưởng an ninh và nhiều cơ hội hơn nhờ có tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chúng ta. Điều đó có được là nhờ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ và cá nhân tôi sẽ luôn ghi nhớ và trân trọng cam kết của Ngài đối với việc hóa giải và xây dựng một tương lai hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. Chúng tôi tôn vinh di sản của Ngài và chia buồn sâu sắc với nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Ngài." Quốc hội Cuba dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Ngày 19 tháng 7, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, tối ngày 19 tháng 7, tin từ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cho biết, cùng ngày, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông Esteban Lasso, Chủ tịch Quốc hội, đã nêu bật tình cảm hữu nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Cuba. Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam cũng đăng tải những hình ảnh đẹp trong các cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà lãnh đạo Cuba. Điện thư chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần của lãnh đạo các nước. Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Trung Quốc, Cuba, Nga đã gửi điện thư chia buồn. Nội dung các bức điện thư như sau: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, nhân dân các dân tộc Lào xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn khi được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần ngày 19 tháng 7 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em mất đi một nhà lãnh đạo cách mạng kiên trung. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã cống hiến hết tâm sức và trí tuệ của mình cho các công tác quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa đất nước Việt Nam không ngừng phát triển, vị thế của Việt Nam được nâng cao rõ rệt trên trường quốc tế và khu vực. Đồng chí đã trở thành nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng mất đi. Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào chúng tôi mất đi một người đồng chí vô cùng gần gũi, thân thiết. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng
là nhà lãnh đạo cách mạng trong thời đại mới, là người kế tục sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần to lớn, quý báu và quan trọng trong việc tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào trong suốt thời gian qua. Trong giờ phút đau thương này, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam và gia quyến. Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em sẽ biến đau thương này thành sức mạnh đoàn kết của toàn dân để tiếp tục vững bước tiến lên xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Xin gửi tới các đồng chí tình hữu nghị, đồng chí anh em. Điện thư chia buồn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Được tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần. Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc mất đi một người đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt. Chúng tôi vô cùng thương tiếc gửi đến Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất và lời thăm hỏi chân thành nhất. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà Marxist kiên định, là vị lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp của Đảng và nhà nước Việt Nam, có những đóng góp kiệt xuất cho công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam cũng như phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người đồng chí thân thiết và người bạn chân thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc. Đồng chí đã kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa hai đảng, hai nước Trung Việt, kết nên tình hữu nghị sâu sắc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và những người lãnh đạo Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình nâng quan hệ Trung Việt lên cộng đồng chia sẻ tương lai có những ý nghĩa chiến lược, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt, không ngừng tiến lên phía trước. Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc sẽ mãi tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam sẽ biến đau thương thành sức mạnh, kế thừa di nguyện của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, đoàn kết phấn đấu, giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải, là cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng phía Việt Nam không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sống mãi với chúng ta. Thư của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen. Thư của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen viết: Tôi vô cùng đau buồn khi nghe tin về việc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư là một mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và hơn nữa là đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Di sản của đồng chí Tổng Bí thư, một lãnh tụ sáng suốt, người đã cống hiến trọn đời mình cho cuộc đấu tranh vì độc lập của Việt Nam và cho hòa bình, thịnh vượng,
của nhân dân Việt Nam sẽ được nhiều thế hệ đời sau ghi nhớ. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí Thư, đồng chí Tổng Bí Thư đã củng cố tình hữu nghị anh em bền chặt với Campuchia và kiên trì nỗ lực trong nhiều năm qua nhằm nâng cao sự hợp tác chặt chẽ, không chỉ giữa Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta. Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia, cho phép tôi gửi những lời chia buồn sâu sắc và chân thành tới đồng chí và đặc biệt tới gia đình đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thời khắc vô cùng đau buồn này. Xin gửi tới đồng chí lời chào trân trọng nhất.